Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ đi các bài tập ở trong sách bài tập của bài 19 là bài chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất của chương trình hóa học lớp 8. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 19.1 kia nhé. Bài 19.1 như sau. Hãy cho biết số mol của những khối lượng chất sau. Vậy muốn tìm số mol thì chúng ta sẽ nhớ lại công thức tính số mol ở bài này chúng ta đã học. Nó là N thì bằng M nhỏ trên M lớn. Trong đó M nhỏ là lượng chất, còn M lớn là khối lượng mol, chính là khối lượng phân hoặc là nguyên tử, đúng không ạ? Vậy chúng ta lại có câu A. A, ở đây chúng ta cần tìm số mol của carbon này. Chúng ta có số mol của carbon chính bằng M lớn chia ra M nhỏ, bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ ở đây thì người ta cho là bằng 4, M lớn của carbon chính là khối lượng của carbon thì bằng 12. Vậy các em lấy 4 chia cho 12 thì nó sẽ bằng là 1/3 mol. 1/3 mol. Tiếp theo là số mol của phospho. Số mol của phospho là N của phospho thì bằng M nhỏ chia cho M lớn. M nhỏ ở đây người ta cho bằng 62. M lớn của phospho tức là khối lượng mol của phospho chính bằng khối lượng nguyên tử thì bằng 31. Vậy cái này nó sẽ bằng là 2 mol. Tiếp theo là số mol của sắt là N của Fe. Fe là ký hiệu của sắt, đúng không ạ? Thì cũng bằng công thức M nhỏ chia M lớn. M nhỏ đây người ta cho bằng 42 chia M lớn tức là khối lượng mol của sắt. Khối lượng mol thì bằng khối lượng của nguyên tử sắt. Vậy nó bằng 42 chia 56. Các em tính ra nó sẽ bằng 0,75 mol. Sang ý B là số mol của 3,6 gram nước. B, ta có là số mol của nước, N của nước tức là H2O. Số mol của nước tức là số mol của H2O sẽ bằng M nhỏ chia cho M lớn. M nhỏ người ta cho ở đây là bằng 3,6. M lớn chính bằng khối lượng phân tử của nước. Khối lượng phân tử của nước thì các em nhớ cái cách tính ở đây chính là bằng 1 x 12 cộng với 16, đúng chưa ạ? 1 x 2 cộng với 16. Vậy 3,6 chia 18 thì nó sẽ bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Tiếp theo là số mol của khí carbonic, 95,48 gam khí carbonic. Vậy số mol của khí carbonic hoặc là số mol của CO2, N của CO2 cũng được. Nếu mà bạn nào biết công thức rồi thì ghi N của CO2 thì bằng M nhỏ chia M lớn. Carbonic có công thức là CO2 các em nhé. Đấy, CO2. Vậy thì ta có M nhỏ người ta cho ở đây là 95,48 chia cho M lớn là khối lượng mol. Cái khối lượng mol này thì chúng ta tính theo khối lượng phân tử. Vậy ở đây carbon thì là 12 này, có một carbon này, cộng với có hai oxy, mỗi oxy là 16. Vậy 16 nhân với 2 như thế nó sẽ bằng 95,48 chia cho 44 và nó sẽ bằng là 2,17 mol. Tiếp theo là cái số mol của muối ăn. Vậy muối ăn muốn tìm được số mol thì em phải biết công thức của muối ăn. Vậy công thức của muối ăn chính là NaCl. Nhớ các công thức các em nhé. Em phải nhớ công thức này. Carbonic có công thức là CO2, muối ăn là NaCl. Để chúng ta vì sao lại phải nhớ công thức? Bởi vì có nhớ được công thức thì các em mới tính được cái khối lượng phân tử hay là khối lượng mol, thì lúc đấy chúng ta mới tìm được số mol, đúng không ạ? Vậy chúng ta lại có số mol của muối ăn. N của muối ăn. Muối ăn chính là NaCl. Vậy bằng M nhỏ chia M lớn. Và nó sẽ bằng 14,625 chia cho M lớn của muối ăn là 23 cộng với lại 35,5. Vậy nó bằng 14,625 chia cho 58,5.
Như thế nó bằng 0,25 mol. Đấy, bằng 0,25 mol. Và chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 19.1. Sang bài 19.2. Là hãy tìm thể tích. Vậy chúng ta có công thức gì? Chúng ta có công thức là thể tích này thì bằng số mol nhân với 22,4 và có đơn vị là lít, đúng không ạ? Nếu như mà cái nào chưa biết số mol thì chúng ta phải đi tìm số mol trước. Cái nào chưa biết số mol thì phải đi tìm số mol trước, sau đó mới lấy số mol nhân 22,4. Vậy ở đây là chúng ta có là thể tích của 0,25 mol CO2. Chúng ta có là đầu tiên là thể tích của 0,25 mol CO2. Tức ở đây là biết số mol chưa? Đã biết số mol là 0,25 rồi thì các em chỉ thay vào đây thôi, lấy số mol nhân 22,4 thôi. Tức bằng 0,25 nhân với 22,4. Đấy. Vậy 0,25 nhân 22,4 các em tính ra thì nó sẽ bằng 5,6 lít. Tiếp theo là thể tích của 0,25 mol O2. Thể tích của 0,25 mol khí O2. Vậy muốn tìm thể tích thì lấy số mol nhân 22,4. Đây có số mol rồi, 0,25 nhân với 22,4. Vậy thì nó cũng bằng 5,6 lít. Tiếp theo là tìm thể tích của 21 gam nitơ. Vậy 21 gam nitơ thì chúng ta mới biết được khối lượng thôi. Vậy muốn tìm thể tích thì phải biết được số mol cơ. Vậy từ khối lượng các em phải đi tìm số mol đã. Vậy thì ý tiếp theo thì ta có là số mol của 21 gam nitơ. Phải tìm số mol trước. Vậy số mol thì bằng m nhỏ chia m lớn, đúng chưa? M nhỏ người ta cho bằng 21 này. Nitơ là N2. Cứ 1 nitơ là 14. Vậy có 2 nitơ thì lấy 14 nhân 2. Tức là lấy 21 chia cho 28 thì nó bằng 0,75 mol. 0,75 mol, phải đi tìm số mol trước. Đúng chưa? Sau khi tìm số mol rồi thì ta mới có thể tích. Thể tích của cái N2 của nitơ. Vậy thể tích thì nó sẽ bằng cái gì em? Muốn tìm thể tích thì ta lấy số mol nhân với 22,4. Vậy nó bằng 0,75 nhân với 22,4. Đúng không ạ? 0,75 nhân 22,4 thì nó sẽ bằng là 16,8 lít. 16,8 lít. Tiếp theo là tìm số tìm thể tích của 8,8 gam CO2. Vậy đang còn là ở gam thì chúng ta phải chuyển sang mol trước. Vậy chúng ta sẽ có là số mol của 8,8 gam CO2 sẽ bằng. Vậy muốn tìm số mol thì lấy m nhỏ chia m lớn. Đây là bằng 8,8. M lớn chính là khối lượng phân tử. Khối lượng phân tử thì bằng 12 này, cộng với lại là oxy là 16, có 2 oxy thì là 16 nhân 2. Như vậy nó bằng 8,8 chia 44 thì bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Và tìm ra được số mol rồi thì chúng ta lại có là thể tích của CO2. Thể tích của CO2 sẽ bằng lấy số mol nhân với 22,4, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ bằng là 0,2 nhân với 22,4. Và 0,2 nhân 22,4 thì sẽ bằng là 4,48 lít đấy em. Được chưa? Chưa biết số mol thì phải đi tìm số mol đã. Tiếp theo chúng ta sẽ có là tìm thể tích của 9 nhân 10 mũ 23 phân tử H2. Vậy cô xóa đi, xóa cái này đi.
chúng ta cũng đang biết được số phân tử thôi, chưa biết số mol. Vậy chúng ta phải đi tìm số mol đã. Vậy chúng ta có số mol của 9 x 10 mũ 23 phân tử H2. Vậy khi mà biết số phân tử thì muốn tìm số mol thì các em lấy số phân tử hoặc là số nguyên tử chia 6 x 10 mũ 23, đúng không ạ? Tức là nó bằng 9 x 10 mũ 23 chia cho 6 x 10 mũ 23. Đúng chưa? Và cô nhắc lại là có các công thức tính mol thì các em hãy xem cái video tổng hợp các công thức tính mol của cô để các em học theo nhé. Còn cái này thì chúng ta đã học ở bài 18 rồi, đúng không ạ? Bằng lấy số phân tử nguyên tử chia 6 x 10 mũ 23 này. 10 mũ 23 với 10 mũ 23 hết, 9 chia 6 thì nó bằng 1,5 mol. 1,5 mol. Như vậy chúng ta sẽ có thể tích của H2. Muốn tìm thể tích thì lấy số mol nhân 22,4, tức là 1,5 nhân với 22,4. Đúng không ạ? 1,5 nhân với 22,4 thì nó sẽ bằng là 33,6 lít. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta có 0,3 nhân 10 mũ 23 phân tử CO. Vậy chúng ta cũng phải đi tìm số mol của 0,3 nhân 10 mũ 23 phân tử CO. Vậy số mol, số mol thì bằng là số phân tử chia cho 6 nhân 10 mũ 23, tức là 0,3 nhân với 10 mũ 23 chia cho 6 nhân với 10 mũ 23. 10 mũ 23 gạch cho 10 mũ 23, các em lấy 0,3 chia cho 6 thì nó bằng 0,05 mol. Rồi, biết được số mol rồi thì chúng ta lại có thể tích của CO chính bằng số mol 0,05 kem nhân với 22,4. 0,05 nhân với 22,4 thì nó sẽ bằng là 1,12 lít. Như vậy, cô và các em đã vừa hoàn thành xong được bài tập 19.2. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài 19.3. Vẽ biểu đồ hình chữ nhật để so sánh thể tích khí sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài 19.3 nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút, đúng không bài 19.3. Vậy muốn đi tìm thể tích thì chúng ta cũng phải đi tìm số mol, đúng chưa? Vậy đầu tiên ở đây câu A là các em phải tìm được số mol của khí hydro, tức là số mol của H2, khí thì là bài H2, đúng không ạ? Khối lượng chia khối lượng mol, vậy nó bằng 1 chia cho 2 thì bằng 0,5 mol, đúng không? 0,5, vậy suy ra thể tích của H2 sẽ bằng 0,5 nhân với 22,4. Các em cứ đẩy như vậy thôi, không cần phải tính ra kết quả đâu. Sang ý B,
là chúng ta có gì? 24g khí oxy. Vậy thì chúng ta sẽ có số mol của oxy, tức là O2 khí. Tất cả các chất ở thể khí thì luôn luôn có số 2 ở chân. Hydro khí hydro thì H2, khí oxy thì là O2, khí clo phải là Cl2, cũng bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ người ta cho ở đây là 24g. Chia M lớn của O2 tức là 16 nhân với 2. 24 chia cho 32 thì nó sẽ bằng 0,75 mol. 0,75 mol. Như vậy thể tích của O2 sẽ bằng 0,75 nhân với 22,4. Tiếp theo là chúng ta có thể tích của 28g khí nitơ phải C. Thì ở đây người ta đang cho là khối lượng. Vậy muốn tìm thể tích thì phải tìm số mol đã. Vậy số mol của nitơ tức là số mol N2 thì bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ ở đây là bằng 28 chia cho M lớn là N2, tức là có 2N. Vậy lấy 14 nhân với 2 hoặc 2 nhân với 14. 28 chia 28 thì nó bằng 1 mol. Đúng không? Vậy từ đây các em suy ra là cái thể tích của N2 sẽ bằng 1 nhân với 22,4. Đúng không? Tiếp theo là khí carbonic D. Thì ta lại có số mol của khí carbonic. Carbonic có công thức là CO2. Vậy cũng tìm số mol trước bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ đây người ta cho bằng 88g. M lớn chính là khối lượng mol hay là khối lượng phân tử. Vậy đây chính bằng 12 này, cộng với 16 nhân 2 này. Vậy nó bằng 88 chia 44 thì bằng 2 mol. 2 mol, vậy suy ra được cái thể tích của CO2 sẽ bằng 2 nhân với 22,4. Như vậy các em nhìn vào đây này, đều là nhân với 22,4, đều là nhân với 22,4. Nên cái tỷ lệ này, tỷ lệ về thể tích, nó cũng chính là tỷ lệ mol. Được chưa? Vì cùng nhân với 22,4 nên là chúng ta chia tất cả các cái thể tích này cho 22,4, vậy thì nó còn lại là số mol. Còn là số mol. Như vậy tỷ lệ về thể tích cũng chính là tỷ lệ mol, đúng không ạ? Nhận xét. Là tỷ lệ thể tích. Cũng là tỷ lệ mol. Vậy để so sánh thể tích thì các em cũng chỉ cần so sánh mol thôi. Khi ra so sánh thể tích cũng là so sánh về số mol. Vì tỷ lệ thể tích là tỷ lệ mol nên là chúng ta so sánh thể tích thì chúng ta chỉ cần so sánh mol. Vì cùng nhân với 22,4 thì tất cả cùng nhân với 22,4 nên là chúng ta chia hết cho 22,4 thì nó sẽ thành là số mol, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ có biểu đồ so sánh như sau. Đầu tiên là 0,25 này. Đầu tiên là 0,5 mol, đúng không ạ? Đây. Chúng ta sẽ vẽ các hình chữ nhật, đúng không? Cô sẽ vẽ hình chữ nhật đầu tiên. Đây là 0,25. 0,5. 0,5 ở đây chính là thể tích của H2. Đây chính là thể tích của H2. Sang thể tích của O2 bằng 0,75. 0,75 tức là nó sẽ 0,5 thì nó như là chiếm 2 phần, 0,75 thì bằng 3/4. 0,25 này thì chính là bằng 0,5 này thì bằng 1/2, tức là bằng 2/4, đúng không ạ? 0,75 thì bằng 3/4, vậy cô lấy lên 3 phần. Đây chính là thể tích của em chia thành 3 cái hình như này. Đây này, cái này thì có 2 phần thôi. Đây, 0,75 thì chiếm 2 phần, 0,75 thì chiếm 3 phần. Vậy đây chính là thể tích của O2. Được chưa? Đấy, nó có 3 phần như vậy. Rồi, đến thể tích của N2 là chiếm 1.
9 là 4, nó thêm 1 bằng nữa. Vậy đây, cái thể tích này, đây chính là thể tích của N2. Thể tích của CO2 thì gấp 2 lần thể tích của N2. 1, 2, 3, 4 thì đây, gấp 2 lên. Đấy, đây chính là thể tích của CO2. Các em có thể biểu diễn như vậy. Cái này này, H2 thì có 2 ô vuông, O2 thì có 3 ô vuông, N2 thì có 4 ô vuông. Còn CO2 thì nó có thể gấp đôi của cái N2 lên. Được chưa ạ? Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài 19.4. Hãy cho biết số mol và số nguyên tử. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập 19.4 nào. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút được không ạ? Cô sẽ xóa toàn bộ bảng đi nhé. Ta sang bài 19.4 này. Hãy cho biết số mol và số nguyên tử của sắt, của đồng và của nhôm. Đầu tiên, muốn tìm số mol. Số mol là N đúng không ạ? Các em lại đi tìm số mol trước. Hãy ghi công thức ra. Công thức tìm số mol này là ta có này. Số mol thì bằng M nhỏ chia M lớn, đúng không? Vậy ở đây số mol của sắt, tức là N của Fe, sẽ bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ người ta cho ở đây là bằng 28, chia M lớn của sắt là bằng 56. Vậy nó bằng 0,55 mol, đúng không? Đồng thời người ta bảo là A là tính số mol và số nguyên tử, đúng chưa? Số mol thì bằng chừng này, còn chúng ta có số nguyên tử. Số nguyên tử thì chúng ta đã học ở bài 18 rồi. Muốn tìm số nguyên tử thì các em hãy lấy số mol nhân với 6 nhân 10 mũ 23, đúng không ạ? Bằng cách vậy thì chúng ta sẽ có là từ đây các em sẽ, sau khi tìm được số mol rồi thì chúng ta sẽ có số nguyên tử Fe sẽ bằng, em lấy số mol là 0,5 0,5 nhân với 6 nhân 10 mũ 23. Em chỉ lấy bấm số là 0,5 nhân 6 thôi thì nó sẽ bằng 3 nhân với 10 mũ 23 nguyên tử. Được chưa? Như vậy là đã xong của sắt. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang của gì? Của đồng. Đúng chưa ạ? Chúng ta sẽ có số mol của đồng thì bằng M nhỏ chia M lớn. M nhỏ ở đây là 6,4. Chia M lớn của đồng là 64. 6,4 chia 64 thì bằng 0,1 mol. 0,1 mol. Vậy chúng ta lại có số nguyên tử đồng. Số nguyên tử đồng. Vậy muốn tìm số nguyên tử thì em lấy số mol nhân với 6 nhân 10 mũ 23, tức bằng 0,1 nhân với 6 rồi nhân với 10 mũ 23. Vậy 0,1 nhân với 6 thì nó sẽ bằng 0,6, rồi các em bê 10 mũ 23 ra phía sau. Nguyên tử. Được chưa? Tiếp theo là 9 gam nhôm. Vậy chúng ta lại có số mol của nhôm
thì bằng 10 nhỏ chia 10 lớn, hãy bằng 9 chia cho 10 lớn của nhôm là 27. Vậy 9 chia 27 thì nó lại bằng 1/3 mol. Vậy chúng ta lại có số nguyên tử nhôm. Số nguyên tử thì lại bằng số mol nhân với 6 nhân 10 mũ 23, tức là bằng 1/3 nhân với 6 rồi nhân với 10 mũ 23. 1/3 nhân với 6 thì nó lại bằng 2, rồi cái B nhân 10 mũ 23 ra phía sau. Nguyên tử. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 19.4A. Tiếp theo chúng ta sẽ sang ý B. Ý B ở đây là hãy tính khối lượng và thể tích, đúng không ạ? Của 2 mol H2, 0,5 mol và đỉnh này. Vậy muốn tìm khối lượng này, chúng ta có khối lượng. Tìm khối lượng ở đây tức là tìm M nhỏ đấy, đúng không ạ? Tìm khối lượng, người ta hỏi tìm khối lượng tức là người ta đang tìm M nhỏ. Còn nếu mà người ta hỏi M lớn thì người ta sẽ hỏi là khối lượng mol, đúng không ạ? Nếu mà người ta bắt tìm M lớn thì sẽ coi là câu là gì? Tính khối lượng mol. Còn nếu mà chỉ là tính khối lượng thôi thì nó là M nhỏ. Vậy M nhỏ thì sẽ bằng N nhân với M lớn này, được chưa? Còn muốn tìm thể tích thì các em lấy số mol nhân với 22,4, vì người ta bảo điều kiện tiêu chuẩn mà, đúng chưa? Vậy đầu tiên là chúng ta sẽ có là khối lượng của H2. Muốn tìm khối lượng của H2 thì bằng số mol nhân với M lớn. Số mol của H2 ở đây người ta cho là bằng 2 mol. Vậy bằng 2 nhân với M lớn của H2 cũng bằng 2. 2 nhân với 2 vậy thì nó sẽ bằng 4 gam, được không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm thể tích của H2 luôn. Thể tích thì bằng số mol bằng số mol nhân với 22,4. Vậy số mol ở đây là gì? 2 mol, đúng không ạ? Nhân với 22,4 thì nó sẽ bằng 44,8 lít. Tiếp theo là 0,15 mol O2. 0,5 mol O2. Vậy chúng ta sẽ tìm khối lượng của O2 trước. Khối lượng thì bằng số mol là 1,5 này nhân với M lớn của O2. Lấy số mol nhân với M lớn. M lớn của nó chính bằng 16 nhân với 2, tức là 32 đấy. Vậy 1,5 nhân với 32 thì bằng 48 gam. Còn thể tích, thể tích thì chính bằng số mol nhân 22,4, tức là 1,5 nhân với 22,4. 1,5 nhân 22,4 thì em tính ra nó sẽ bằng 33,6 lít. Tiếp theo nữa là chúng ta có 1,15 mol CO2. 1,15 mol CO2 thì chúng ta lại có khối lượng của CO2 sẽ bằng. Muốn tìm khối lượng thì lấy số mol nhân với M lớn. Người ta có là 1,15 là số mol. M lớn của CO2, C là bằng 12 này, cộng với O2 tức là 16 nhân 2. Đấy, tức là nó lại bằng 1,15 nhân với 44 thì nó lại bằng 50,6 gam. Được chưa? Rồi, chúng ta cũng có thể tích của CO2. Muốn tìm thể tích, lấy số mol nhân với 22,4. Lấy 1,15 nhân 22,4 thì nó lại ra là 25,76 lít. Cuối cùng là người ta cho 1,15 mol CH4. Vậy chúng ta sẽ tìm khối lượng của CH4. Muốn tìm khối lượng thì chúng ta sẽ có lấy số mol là 1,15 nhân với M lớn của CH4. M lớn này, C là bằng 12, H là 1, có 4H nhân với 4 lên. Vậy nó bằng 1,15 nhân với 16 bằng 18,4 gam. Và chúng ta cũng có thể tích của CH4 thì bằng số mol là 1,15 nhân với 22,4. 1,15 nhân 22,4 vậy thì nó cũng bằng 25,76 lít.
Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 19.4, đúng nào? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo là bài 19.5. 19.5 là hãy tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất sau để có cùng số phân tử bằng 0,6 x 10^-23. Vậy bây giờ để làm bài tiếp theo thì cô sẽ xóa bảng đi. Bạn nào cần hãy dừng lại một chút. Sang bài 19.5. Tìm khối lượng. Vậy muốn tìm khối lượng này, khối lượng tức là m nhỏ đấy. Còn nếu mà người ta bảo tìm m lớn tức là phải có chữ khối lượng mol thì bằng n nhân m lớn. M lớn thì chúng ta luôn luôn tính được theo cái công thức là tính khối lượng phân tử. Tuy nhiên ở đây muốn tìm được m nhỏ thì phải tìm được số mol. Và đây cơ sở nào để đi tìm số mol, tức là có số phân tử là 0,6 x 10^-23. Vậy chúng ta sẽ có là số mol của hỗn chất. Muốn tìm được m nhỏ thì phải tìm được số mol. Chúng ta sẽ có số mol mỗi chất là cùng có 0,6 x 10^-23. Vậy số mol sẽ bằng số phân tử hoặc nguyên tử chia cho 6 x 10^-23. Vậy nó bằng 0,6 x 10^-23 này chia cho 6 x 10^-23. Vậy nó sẽ bằng là 0,1 mol. Tất cả các cái chất này đều có cùng số mol. Vì có cùng số phân tử nguyên tử nên là số mol bằng nhau, đều là 0,1 mol. Và tìm được số mol rồi thì ta sẽ có khối lượng, đúng không ạ? Vậy khối lượng của các chất như sau. Đầu tiên đó là khối lượng của CO2. Khối lượng của khí CO2 thì bằng N nhân với M lớn, tức là bằng 0,1 này, nhân với M lớn của CO2, tức là 12 cộng với 16 nhân 2 bằng 44, đúng không ạ? 0,1 x 44, vậy khối lượng của CO2 sẽ bằng 4,4 gam. Khối lượng của H2O chính bằng số mol. Số mol thì đây 0,1 rồi, tất cả chất đều 0,1 mol, nhân với m lớn của nước, tức là 1 x 12 cộng với 16, đúng chưa? Có 2 hydro mà mỗi hydro là 1, 1 x 2 cộng với 1 oxy là 16, vậy nó sẽ bằng 1,8 gam. Tiếp theo là khối lượng của N2. Số mol thì cũng bằng 0,1 nhân với M lớn của N2, nitơ thì là 14, có 2 nitơ thì nhân với 2 lên. Vậy 0,1 x 28 thì nó sẽ bằng là 2,8 gam. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có là khối lượng của O2. Khối lượng O2 thì sẽ bằng số mol nhân với m lớn của O2. M lớn của O2 là bằng 16 x 2, đúng không? 16 x 2 bằng 32, 0,1 x 32 thì nó sẽ bằng 3,2 gam. Tiếp theo là khối lượng của H2. Khối lượng H2 thì cũng bằng số mol. Số mol thì vẫn bằng 0,1 nhân với m lớn của H2. M lớn H2 thì có 2 con H, mỗi con H là 1. Vậy 2 con H thì có khối lượng bằng 2, nó sẽ bằng 0,2 gam. Cuối cùng là khối lượng của NaCl. Số mol chúng ta đã tính ra rồi, 0,1 nhân với m lớn của NaCl. Na thì
thì bằng 23 cộng với CL là 35,5, vậy nó bằng 58,5 nhân với 0,1 thì nó lại bằng 5,85 gram. Cuối cùng, ta tham nhận cuối cùng của phần này là bài 19.6. 19.6 ở đây là phải lấy bao nhiêu gam mỗi chất khí sau để có cùng thể tích khí. Vậy muốn biết là bao nhiêu gam? Bao nhiêu gam? Tức là người ta hỏi là khối lượng đấy. Người ta hỏi khối lượng thì cũng là theo công thức N nhân M lớn. Vấn đề chúng ta phải tìm là N bằng bao nhiêu. M lớn thì chúng ta luôn luôn tính được, luôn luôn tính được theo công thức là tính khối lượng phân tử, hoặc là đấy, theo công thức khối lượng phân tử. Còn cái N nhỏ này chúng ta phải tính cơ sở nào tính ở đây. Vậy người ta bảo là có cùng thể tích. Vậy cùng thể tích tức là với thể tích như nhau. Vậy ta lại có là ta có số mol của mỗi chất. Cùng thể tích thì số mol nó sẽ bằng nhau, cùng số phân tử thì số mol nó cũng bằng nhau. Số mol mỗi chất. Số mol, phải tìm được số mol thì mới tìm được m, đúng không ạ? Mà số mol ở đây thì phải tính theo thể tích thôi, vì người ta cho thể tích mà. Vậy chúng ta lại có số mol, chúng tính theo thể tích thì là V chia 2,4, đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng là 5,6 chia cho 22,4. Thì nó bằng 0,25 mol. Vậy thì chúng ta sẽ có là khối lượng. Vậy khối lượng của các chất như sau. Vậy khối lượng của các chất như sau. Thứ nhất là khối lượng của CO2. Muốn tìm khối lượng thì lấy số mol nhân với khối lượng mol. Vậy 0,25 là số mol đã tính ra rồi, nhân với khối lượng mol ở đây là bằng 12 cộng 16 nhân 2. Tức là 0,25 nhân với 44 thì lại bằng 11 gam. Tiếp theo là khối lượng của CH4. Khối lượng của CH4 thì bằng số mol nhân với m lớn. Số mol đều bằng nhau, bằng 0,25. Vậy 0,25 nhân với C là bằng 16 cộng với 1 nhân với 4. À, C bằng 12. C bằng 12 cộng với 1 nhân với 4. Tức là 0,25 nhân với 16 thì nó sẽ bằng 4 gam. Tiếp theo là khối lượng của O2 thì cũng bằng số mol nhân với m lớn. Số mol bằng 0,25. M lớn của O2, cứ một O là 16, 2 O thì lấy 16 nhân 2 là 32. 32 nhân với 0,25 thì bằng 8 gam. Tiếp theo là khối lượng của N2. Khối lượng của N2. Khối lượng N2 bằng số mol, tức là bằng 0,25 nhân với m lớn của N2 thì bằng 14 nhân 2, tức là 0,25 nhân với 28 thì bằng 7 gam. Cuối cùng là khối lượng của CL2 thì bằng số mol là 0,25 nhân với 35,5 nhân 2, tức bằng 0,25 nhân 71 thì nó lại bằng 17,75 gam. Như vậy là trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong các bài tập của bài 19, là bài chuyển đổi giữa khối lượng này, thể tích và lượng chất. Các em chú ý, nếu như mà trong bài người ta hỏi tính khối lượng, tức là tính m nhỏ, còn tính khối lượng mol chính là mới là m lớn thôi nhá. Đấy, còn số mol thì nó đang ngồi, thể tích thì biết rồi, đúng chưa ạ? Trên đây là chúng ta đã đi xong rồi. Các em về nếu cần thiết thì có thể xem lại những bài mà cô và các em đã cùng làm trong bài học hôm nay. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.